Kính chào quý vị đang xem chương trình Những vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, vay vốn cho sản xuất kinh doanh, vay vốn cho tiêu dùng là nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, muốn được ngân hàng giải ngân thì người vay cần phải mua bảo hiểm. Câu chuyện đã cũ nhưng luôn là nỗi lo của người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng. Mặc dù Bộ Tài chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có hàng loạt chỉ đạo để xử lý tình trạng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh cũng đã triển khai thực hiện các chỉ đạo đó, đồng thời công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh để xử lý. Song câu chuyện ép người vay vốn mua bảo hiểm vẫn diễn ra. Tại hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức mới đây, doanh nghiệp đã phản ánh việc ngân hàng thương mại ép mua bảo hiểm nhân thọ khi vay vốn. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản nghiêm cấm các ngân hàng ép người vay vốn mua bảo hiểm. Ngày 15 tháng 2 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 506 về hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động kinh doanh đại lý bảo hiểm. Khẩn trương rà soát, nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm trên toàn hệ thống, không để xảy ra trường hợp cán bộ đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm dưới mọi hình thức, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định nội bộ, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm. Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trong trường hợp phát hiện nhân viên đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm và tổ chức tín dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi này. Đồng thời, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp với Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính tiến hành thanh tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng. Văn bản số 6535 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm, không được tự ý kê khai thông tin cho bên bán bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm, nghiêm cấm hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm. Dù Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nghiêm cấm, nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó, vẫn bị ép mua bảo hiểm khi vay vốn. Một doanh nghiệp đã phản ánh tại hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức rằng bị ép mua bảo hiểm khi vay vốn từ ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, khi ban tổ chức cuộc đối thoại đề nghị nêu tên ngân hàng ép doanh nghiệp mua bảo hiểm khi vay vốn, đại diện doanh nghiệp đã xin phép không nêu tên vì vấn đề nhạy cảm. Không chỉ một doanh nghiệp mà nhiều doanh nghiệp có chung một nỗi lo, khó vay được vốn trong thời gian tới khi phản ánh trực tiếp vụ việc. Về cái vấn đề mua bảo hiểm, thì như Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều lần báo cáo giải trình trước lãnh đạo tỉnh cũng như là các doanh nghiệp để biết các tổ chức tín dụng cho vay vốn mà ép khách hàng mua hiểm, tức là đưa họ mua bảo hiểm mới được vay vốn là sai cái quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Và cái này thì Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính cũng đã nhiều lần có văn bản quán triệt chỉ đạo đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, các tổ chức tín dụng là chứng nhận này kiểm tra những việc này. Riêng Ngân hàng Nhà nước cũng đã có nhiều văn bản và tổ chức hội nghị tất cả các tổ chức tín dụng để quán triệt cái này. Và vừa rồi thì Ngân hàng Nhà nước đã công bố được gì đâu để tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp kinh doanh về việc ép mua bảo hiểm khi vay vốn của tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã có cái đường dây nóng và cũng đã tiếp nhận nhiều cái phản ánh và thực hiện cái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thì ở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cũng đã đưa cái việc mà thanh tra về nội dung bán bảo hiểm của các tổ chức tín dụng và kế hoạch thanh tra hàng năm. Và hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đang tiến hành sửa đổi lại cái luật kinh doanh bảo hiểm ở một góc độ khác, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, ngân hàng đã đẩy người vay vào thế khó khi không bắt buộc doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ khi vay vốn, nhưng lại đưa ra hai lựa chọn: một là gói vay không có mua bảo hiểm thì lãi suất cao,
giải ngân chậm. Hai là gói vay có mua bảo hiểm có lãi suất thấp hơn, giải ngân nhanh hơn, tùy người vay lựa chọn. Ông Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã có trả lời như sau. Còn về vấn đề mà doanh nghiệp vay có mua bảo hiểm lãi suất thấp hơn, không mua bảo hiểm, thì cái này là quyền lựa chọn doanh nghiệp. Chúng ta mua bảo hiểm thì chúng ta vay cái gói lãi suất có vay có lãi suất cao hơn, quyền lựa chọn của doanh nghiệp. Nên chủ mua bảo hiểm nhưng mà khi giờ vấn đề mà đưa lãi suất vào cái gì vay vốn mà bảo hiểm thì ngân hàng nước đã thực hiện rồi, cũng đã có cái chỉ đạo chính trị. Vì cần vốn cho sản xuất kinh doanh, lãi suất thấp nên người vay không có lựa chọn nào khác là phải chọn gói vay có mua bảo hiểm. Điều này gây khó khăn, tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, doanh nghiệp và người dân mong tiếp cận được vốn từ ngân hàng, từ các gói hỗ trợ để phục hồi sản xuất kinh doanh. Vấn đề cho doanh nghiệp vay tín chấp cũng được đề xuất. Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh, Ngân hàng Nhà nước đã giao tính chủ động về quy chế cho vay tín chấp hoặc thế chấp cho các ngân hàng thương mại tự quyết định. Ngân hàng phải xác định được đó là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, xếp hạng tín dụng tốt, báo cáo tài chính minh bạch. Trong thực tế, điều kiện cho vay tín chấp khó khăn rất nhiều so với điều kiện cho vay thế chấp. Trong khi đó, gói cho vay chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31 của Chính phủ chưa có chuyển biến, doanh nghiệp khó tiếp cận. Đến hết 31 tháng 8 năm 2023, chỉ có 15 khách hàng được vay từ gói hỗ trợ lãi suất 2%. Tại hội nghị lần thứ 2 kết nối ngân hàng với doanh nghiệp tổ chức vào đầu tháng 10, ông Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh khẳng định, trong thời gian tới tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với chương trình hỗ trợ lãi suất. Các ngân hàng thương mại ra soát đối với các ngành lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất trên địa bàn để nắm bắt tình hình, khả năng thực hiện hỗ trợ, nhu cầu được hỗ trợ của các khách hàng thuộc diện được hưởng chính sách theo quy định. Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên tối đa tại ngân hàng thương mại là 0,4% một năm, tại các quỹ tín dụng nhân dân là 5% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác phổ biến ở mức 9-10% một năm. Lãi suất cho vay trung dài hạn lĩnh vực sản xuất kinh doanh phổ biến ở mức 10-11% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh, lãi suất cho vay trên địa bàn giảm khoảng 0,2% so với đầu năm. Các ngân hàng thương mại cũng công bố các chương trình gói tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp hơn khoảng 1-3% một năm cho từng lĩnh vực, đối tượng khách hàng, đồng thời tự giảm lãi suất cho các dư nợ hiện hữu, mức giảm từ 0,5-2% theo đối tượng khách hàng. Hiện mặt bằng lãi suất huy động đã dần trở về mức thấp như trước và đã giảm khoảng 2% so với cuối năm 2022. Quỹ doanh nghiệp mà vay vốn ở tổ chức dụng mà bị ép mua bảo hiểm, đề nghị phản ánh về ngân hàng nước cùng với các chứng cứ để ngân hàng nước tham gia xử lý với bộ tài chính. Cái này thì nguyên xử lý cho bộ tài chính, nhưng mà cái xử lý ban đầu thì ngân hàng nước. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các sở ngành, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh quan tâm nhiều hơn đến những đề xuất của doanh nghiệp, từ đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận được vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh. Các tổ chức tín dụng ngân hàng, các đồng chí phải chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, cần phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các quy trình thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian thẩm định để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh cần phải tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng nói chung, trong việc cấp tín dụng nói riêng, để kịp thời xử lý các đơn vị không tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động cho vay, cũng như làm khó cho doanh nghiệp khi cho vay, khi thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng theo các chính sách chung của nhà nước, hay là ép mua bảo hiểm khi cho vay, v.v. để tạo môi trường hoạt động tín dụng trên địa bàn công khai, thông suốt. Đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp, nhất là trong thời điểm khó khăn,
là một trong những nội dung mà cấp lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện suốt nhiều năm qua. Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ vọng, sau những cuộc đối thoại với chính quyền, sau những hội nghị kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, khó khăn được tháo gỡ nhanh hơn, tiếp cận vốn thuận lợi hơn và đặc biệt là không còn bị ép mua bảo hiểm khi vay vốn từ ngân hàng. Quý vị thân mến, chương trình Những vấn đề hôm nay đến đây là hết. Quý vị có thể xem lại chương trình này và các chương trình khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã phát sóng trên hạ tần số YouTube, fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.